Vãi đúng như là anh em mình mới chào cả nhà luôn nha. Thì hôm nay tiếp tục em với anh Đạt xuống cái con gạch của con giữa của Dung cả nhà. Thì hôm nay anh em tiếp tục đi săn bắt, có gì bắt con đấy. Thì nãy giờ anh em lội qua bên cồn, qua bên sông thì cũng tới cái địa điểm bắt rồi. Rồi cả nhà theo chân em nha. Vãi đúng dữ à. Cây trước chừng có tôm không Hiện ơi. Em muốn bắt không cả nhà, quên bấm like và đăng ký cho em cả nhà. Thì em để em có động lực làm những video săn bắt tích cực hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây đục không có. Tôm hả? Ừ. Dâm. Nó không còn. Chỗ này có mấy hàng cá kèo bự luôn hả? Hả? Có hàng cá kèo bự nè. Ồ, ép. Nè. Đây cái nhà, cũng lóng. Cũng lóng hả? Cũng lóng. Cũng lóng ép không à. Video có hai anh em đi săn bắt rồi cả nhà. Giờ rất mong cả nhà. Ồ, dính rồi. Ủa, tụi lắm nữa. Trong kênh này nhiều tôm à. Này là cả nhà. Thì có hai anh em săn bắt rồi cả nhà. Thì rất mong cô chú anh chị ủng hộ để em có động lực nhiều hơn để săn bắt nhiều hơn nữa. Thì được sự hướng dẫn của anh Sinh đó cả nhà, thì mấy anh em chỉ cho em cái những địa điểm săn bắt ở dưới cồn. Có góc bằng gì đó hay ngon nhất luôn. Ơ cá bự. Ôi trời. Ê nó chạy lên sao kìa. Kìa. Chạy tới mấy kia luôn kìa. Ở đây có cá lóc nữa hả ta? Ủa, nó mất rồi biết. Sợ chuối á. Ủa, sức. Chạy luôn rồi. Chạy ra mà xong rồi. Chạy không? Chạy tới đó đó. Ủa quá chủ à. Ủa cá lóc. Chúng chạy không không cái. Nó trên xuống hay vậy á. Nằm chưa? Phải bay lên bờ rồi. Chết với em nữa này. Ba anh bảo chuối bà rồi xong nó luôn. Ôi hay là thôi. Có tôm. Nữa đã luôn. Tôm hả? Hai con lượt luôn. Ôi nghe nè, nghe phá trời ha. Quay cái điện thoại đừng cho Nhiên nha. Đúng lại nữa. Dính chưa? Hả? Chạy rồi. Ôi tôm bự. Quá con. Ui tôm bự. Biết hôm qua em đi bắt cái gạch này ngon rồi. Ừ. Hôm qua bắt được hai con biển chứ cá không chứ được mấy con tôm kìa. Một cái bóng nè. Hôm qua mình không biết cái gạch này phá biết rồi vô rồi. Ê gớt. Ui. Đó. Ui. Dính chưa? Nè. Đó. Em mang bao tay không có cảm giác cả nhà ơi. Cái tay em mới nổi một mũ này nè.
nên em đang mang bao tay dính không hay luôn. Ủa, dính quá trời luôn. Quá trời thơm y với em sử dụng cái bọc là đi dưới mang tôm ra. Để khổ bao tay ra thì tay nó đâm vô cái tay không được. Dính dính hả? Quá trời tôm bự luôn. Nó ngon thế nào? Tôm nhóc luôn. Xuống nước đang sống rồi. Sình một đống. Bãi quá sình. Wow. Ui, tôm nhiều. Đỏ dài lên trên đó. Có cây bằng á, thấy cây bằng mới nhiều tôm nhất luôn. Lên mỏ nhảy ra thôi. Đi dậy lên. Đi lên. Dính nè. Trời tôm luôn. Trời ơi, lột con tay cái luôn quá. Cây không á, cái này cây không á. Cây. Bây giờ nó chưa hết. Bỏ con tay vô túi luôn. Chứ con tay nó mất cảm giác. Mò tôm không biết. Ây ơi. Hôm nay mà có đống trà một cái dở. Hôm nay mà ai mà làm trà dở một cái nhóc thôi. Dính nữa hả? Bóng. Ê. Bóng nhỏ. Ê, tôm hút cho tôm đi bờ luôn. Đâu vậy? Tôm trên bờ luôn. Nhảy đến bờ luôn. Ừ. Bỏ lại về lên luôn. Ui đúng. Đây là tôm. Cay quá. Dạ, cay. Hả? Cay. Tôm dở trời mà ngoài kia có. Cái này nó ra ngoài kia. À, rồi. Cái gì vậy? À, cô biển ơi. Cô biển nữa. À. Rồi nó đâu rồi? Chạy rồi. À. Mấy con này nó hung dữ quá. Nó nhanh dữ. Đụng nó ở lụm mà. Tốc độ nhanh quá. Chưa đụng nó nữa là nó kèm rồi. Quá trời cá nha. Cô phải dông cá lóc. Mới đụng nó đây nè. Mới đụng nó đây nè. Hả? Mới đụng nó đây nè. Đụng tôm càng dữ lắm chứ. Ờ, đó đúng rồi. Chín. Nhóc luôn. Mà
cái dạng bằng nha. Cái này chua già. Kìa, có trái bằng chín rụng rồi hả? Không. Ngon ngon nè. Ô, cái này ngon à. Nè cả nhà. Ồ, bên trong quá trời luôn kìa bạn ơi. Ừ, ồ cũng rồi. Kìa, có trái bự ngon á. Ừ, ăn đặc. Ừ. Quá đã. Ồ cũng rồi. Mới rụng nữa kìa. Ôi, hang của biển. Có không? Có. Cũ rồi. Bắt thử ra coi, coi chuyện nó có nói trong đó. Cũ. Ê, con cá. Cái gì nữa đây? Con dừa. Nãy được cái dũng tôm kia là ngon hay là? Ừ. Dũng tôm hết rồi. Thêm con cá nữa. Cá đó bự lắm á. Cái chỗ này là hôm qua mấy anh em mình bắt đó cả nhà. Ở dưới đó đó. Ồ, cái hang gì nào ốc hả ơi? Đất này cứng dữ lắm. Cát mà. Cũng vậy. Đáng vậy. Ừ. Bắt luôn. Có kẹo lớn mà ăn được rồi. Cho mấy cái bằng này chừng có hang cu á. Tôm nè. Kê. Đậy đâu. Dễn. Giật mình nó phóng ra ngoài. Hàng mới làm với lại mới làm luôn. Chạy đâu? Rồi. Cá kèo. Có hộp cá kèo không nha? Đây hang nè. Bắt chạy. Dịnh. Ừ, thật rồi. Đây cái nha. Nhìn cái hang biết có luôn. Mới làm. Cái hang mà phải hang bự á. Bự cái thổ bề biển. Có. Có một cưng rồi. Ôi. Trời ơi. Ủa kìa. Trời ơi, này nhiều lắm. Cái này giờ đâu hút được. Trời ơi, cục mặt hết hồn luôn á. Ủa kìa cả nhà. Chuẩn bị cho cả nhà xem. Ô cái tàn này cái nhà ơi, có bông một gừng khủng khiếp nè. Ôi ổng đi cục mặt khủng quá trời bông một gừng rồi nằm trên đọc bận á.
Ôi, chắc phải lít mặt lên ơi, mất ít rồi. Dữ lắm luôn. Thôi, để đi. Nó có dịp rồi mình hốt. Wow. Ở đây đâu có ai biết đâu hốt. Nhiều giờ người ta đi đó cá người ta nhìn đó. Người ta thấy rồi, nhưng mà tao nhắm hốt. Tao không có đồ quá. Bây giờ mình lộ qua bên kia rồi coi. Lộ qua sông đó đó. Giờ hai anh em mình lộ qua bên kia cái nhà. Ê, Vĩnh. Trời ơi, chú bên đây rồi. Bự. Vĩnh. Ô, ngon. Có lý rồi. Thấy hàng đó. Con gì ơi? Anh xin thì bắt ở trên cái đầu trên kia cả nhà. Nửa ký không? Con gì đạt? Ồ hả? Cá kèo hả? Ngon ngon ngon. Ngoài đây không lúng rồi đạt. Ngoài đây không lúng, nó có ăn nhiều nữa. Ừ. Bãi này có lý hơn trong lùm hơn cả nhà. Ồ. Nhỏ hả? Ồ, con lớn nhỏ gì? Nhỏ mấy con đã bắt. Ở đây hai ba hàng cũng. Đây hả Đạt ơi? Đây quá trời lúng rồi. Quá trời. Cái này nào không rồi ba không đường hang luôn. Chạy qua đây á, em dậm chạy qua đây là Đạt. Một bắp tay thôi. Này có em ngắt như mà dữ à. Hàng xấu quá, xấu rồi. Thôi đi bỏ đi. Đây con nè. Ồ. Cá kèo. Ừ. Đây nè. Ồ, cá hàng còn lại. Đó, có. Vĩnh nè. Vĩnh. Ồ, ngon cái kẹo. Ủa, cái kẹo ngon quá. Ủa, cái kẹo nó dài. Nghịch bự hả? Ở đây nhóc cho anh xin ơi. Ôi. Bữa nay kiếm mà. Vậy anh? Bày cá kèo nè cả nhà ơi. Đâu rồi? Vĩnh à? Ô ngon quá. Quá đã cá kèo luôn cả nhà. Này kiếm mới cá kèo. Hả? Có cá kèo nhỏ nhỏ không à? Có một lịch nữa nè, phải không? Vĩnh luôn hả? Vĩnh gì? Lên bờ luôn. Bờ luôn hả? Cá kèo. Mười cá nha gà luôn. Ở đây có lịch con nhóc trơn nè. Đây con sông nè cả nhà. Ở đây nó cạn lắm. Quá trời cạn luôn. Để em lội ra. Đi dài ngoài đó cho cả nhà xem nha.
Ra tuốt qua đây rồi, cát không à cả nhà. Ra dưới sông luôn. Ủa đây có gốc cây rồi Đạt ơi. Bây giờ em lội ra ngoài tuốt ngoài sông luôn, nhưng mà nó cạn lắm cả nhà. Hả? Đâu đâu bắt lên nè. Wow. Lý. Qua mấy hang ở đây Đạt ơi. Đây nè. Lên đây con cả nhà. Quậy 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 luôn. Caramel dậm chân cũng lên nè. Dạ. Đúng quá. Tôi ra. Đi cá hết được luôn. Là Maya hả? Lúng quá trời lúng rồi. Có trống lúng ngang đây nữa. Đây mấy hàng này có nè. Quá trời lúng rồi. Nó đi 2, 3, 4 hang luôn. Cỏ, cỏ. Cỏ nhẹ. Dính chưa? Ừ. Trời. Hay lắm. Dính là vừa đụng là phải theo nhanh liền. Theo không kịp là mất. Chảy như này rồi nè. Chạy nữa đi em. Chạy nữa đi em. Chạy nữa đây. Wow, ôi bự. Bự cái nhà. Hàng đây khó không Đạt? Hàng chỉ có tên miếng chặt. Dính luôn. Thế nè. Ừ, mấy hang gì đó. Dòng đây nhóc. Chính đây nè. Bạch hang này chạy hang kia. Ồ kìa. Chạy. Cái kèo hết hồng bự. Chạy hả mày. Chạy hả tụi. Con gì ơi. Tôm hả? Tôm cần xanh hả? Ồ. Anh xin thả lưới dính tôm gần xanh kìa. Ồ tôm bự như vậy. Tôm quá bự rồi. Giờ anh em mình lội qua giữa sông còn mà cả nhà ơi. Có gì không Đạt? Không biết nữa. Dạ. Ôi, ôi cô biển tôm luôn. Cô biển với tôm. Ồ cô biển với tôm. Trời ơi. Con tôm nữa kìa. Có còn không Đạt? Cô biển, cô biển. Ồ nó hung nè cả nhà. Trời tới cản không kìa. Đặt lại nữa. Đặt lại chút bắt nữa Đạt. Ờ. À. Ê trời ơi. Wow, được không cô biển? Ôi nó hung quá Đạt ơi. Đạt ơi nhớ chỗ quá. Đạt nhớ chỗ hồi thăm. Làm hang rồi cả nhà.
Wow, cua quá ngon. Hồ đây cả nhà, hết hòn đá cua biển luôn. Vô vô rồi, dí được con tôm nữa. Đó, giờ em lên cái bãi bồi chỗ giữa sông luôn. Bên này thì dòng nước, bên kia thì cũng dòng nước luôn. Hồ cua biển hết rồi đã. Hồi nó, nó hung dữ lắm, nó vậy đó. Bắt đi, bắt bỏ vô đi. Nó nhanh lắm nghe. Tưởng là sao không chạy. Rồi, thì ra đây cái đầu sông rồi nha. Mấy con tôm, ba con rồi. Quá trời. Đây là cái bãi cát. Quá trời đẹp luôn. Như cồn nổi. Quá trời cồn nổi luôn rồi. Đây. Đưa một lưới đây. Chắc mang rồi. Cái ống nào nữa ta? Cái ống cái đó người ta gớt á. Đi. Đi dài qua anh bển đi. Cây đâu không có đâu. Ê, lên dài trên kia luôn kìa Đạt. Ừ. Cây này trong bờ không có, nó ở ngoài giữa sông á. Kìa, lên cái trụ trên đó kìa. Có đâu. Cốc cây này có tôm này Đạt ơi. Kẹp hả? Cứng kẹp đó, càng kẹp mày vô miệng đấy nha. Càng kẹp vô môi đau lắm á. Khỏi buộc lại cái cầm chứ. Cua tới công chuyện thiệt. Gốc cây thì có đó, mà từ từ á. Tôm nó ở vòng đây không à. Dạy đây mấy gốc củi này là có tôm à. Ê, dính gốc phi luôn hả? Dính không? Dính. Đâu đâu, bắt luôn. Ôi ôi. Gùi khủng. Đâu là? Dừng ruột nha. Ở đây cũng có gùi phi nữa. Ôi, bển dính gì mà la tôm dữ rồi. Quá đã rồi tôi. Đây có gùi phi nữa hả? Có, tự nhiên mà. Ôi. Ý sao con cá gì bự. Ở đây giữa sông cũng có cá gùi phi nữa cả nhà. Ê, con nó chạy rồi. Nó hồi mò lại dính nè. Nó vòng ở trong mấy cây này nè. Ôi, nó đi một cặp. Ôi tùm lắm. Áo chênh này rồi. Tới số. Ây da. Ê, có tôm, tôm. Tôm à? Mới bún nè. Mới bún sạch chim hết. Ồ, vòng đây rồi, nó nằm đó đó. Bún ngon xin hết nè. Bún. Măng. Ồ, vòng đây nè. Nó đi vòng vòng đây hả, em đi xa cho nó biến rồi. Xả ở ngoài, hỏi lại gốc cây. Hồi nó đi, nó kiếm cây nó ở ngoài, tôm đây đâu ở nữa. Ý, tôm nó nằm vòng vòng. Kiếm tép hả nhỉ. Còn
gì cũng bắt hết á. Ôi thơm thơm thơm, thấy không? Đây đây, đạp con gì á? Thôi đạp tưởng tôm thôi à, mày bỏ vô đạp. Còn muốn hái gì đó là mất nó. Trời cua kẹp. Có gì? Tôm nằm trên đây rồi à. Đó. Đó. Quá đã cả nhà ơi. Vô vô rồi. Nè. Tôm nằm ra dòng đây nè. Cái gốc nó có tôm á nghe Đạt. Gốc nè. Ngồi dài vô, tôm nó nằm dưới sâu dưới dũng đó. Vuốt ốp á, ốp lắm. Ủa, không rồi. Ốp nó. Đúng rồi, hồi trở lại à. Tôi chạy luôn. Tôi xuống xe luôn, xuống xe luôn đây, gắn gắn chịu chút. Đạt dính cua biển quá bự cả nhà ơi. Quá dành cua biển rồi. Lên cái thả thả luôn cho nó bò đi, cho nó nhả càng nha. Rồi cho chạy đi. Rồi. Ồ. Kẹp tới đâu rồi? Chui coi. Kẹp nhẹ à, không động nó. Trời ơi, tự nhiên mở gì động động cũng có. Lưới kìa. Đeo lưới lên. Tự nhiên động động cũng có chứ quay mà. Chạy. Hên không sao rồi được rồi. Cua là bà bự muốn bằng cua nãy rồi. Bự hơn. Bự hơn. Ồ, cua xinh lè. Cua tháng này mập lắm. Tôm dữ quá. Vừa đụng quay qua à. Nó động động vợ cái quay qua cái lụm liền luôn á. Ồ, cua bự. Hải càng. Trời ơi, gửi, nó gửi, 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 chừng nó bỏ càng đó nha. À, gửi đây đi. Ờ, gửi đây đi. Wow. Đâu đâu. Trời ơi, không bỏ càng liền thấy không? Trời ơi, vậy đó, khỏi sợ kẹp rồi. Ừ. Nó kẹp đi. Đạt.
Wow, quá đã. Ôi đi được hai con rồi. Tự nhiên quay qua gà gà cái đụng cái nó lụm liền vậy. Hay thiệt. Cái gì đặt? Nguyên con. Con bóc cái gà ăn tưởng là con ghẹ á. Đâu? Nè. À, đâu coi. Con bóc nó gà con tưởng là nó con ghẹ á. Ừ, thôi thả đi. Thả lại đi. Bò đi nghe con. Cái này chỉ có à. Không có luôn hả? Dền. Được rồi. Thiện ơi. Hả? Ê, hai con tưởng là một con nó khủng chứ. Hai con à? Hai con luôn, khủng lắm. Hai con một con nữa, một con bự con nhỏ. Hay hai con bự. Bắt trước luôn à. Ba con luôn. Dữ vậy? Ba con hay vậy á, để coi lại bắt được hai con nè. Ba con, bắt trước đi, bắt trước đi. À. Bắt trước hai con đó đi. Trời, chín đuôi luôn. Một con. Một con. Này có lý rồi. Chạy đi nha. Con hai. Hai con. Ồ. Một con. Ba con. Ngang một ba con luôn. Mới ta thấy hàng hai con là nhiều. Mà giờ ra con hàng ba con khủng mà. Con này con chúa. Này con này con mẹ. Dạ đụng vô tưởng nó con cá gì bự lắm mà kìa, moi ra tới ba con chứ. Thằng mới có không? Chạy đâu? Nhìn thấy không? Ôi! Ôi! Cậu chạy con nữa rồi. Khủng. Quá đã cả nhà ơi. Hàng này có nó ra, hàng trước mặt có nó ra. Có chạy nữa rồi. Hàng này không có. Nó đi vòng qua nó đó. Quá im. Đây cả nhà, nãy giờ mấy anh em cũng bắt được khá khá rồi, được mấy cua biển rồi. Ồ, hai cua biển ngon quá, cà phê với mớ tôm. Ở đâu để xuống một phần ra nè. Nó bãi giờ lầy quá thì đuối cả nhà, xa xa xuống. Đây cả nhà, được mấy cua biển mớ tôm, còn ngon không à? Cũng không thua ở kia đâu. Quá trời, quá trời ngon rồi cả nhà ơi. Được hai cua biển thấy ấm lòng rồi, với mớ tôm nữa. Em đặt cũng về tới nhà cái này. Quá bữa nay được hai cua biển ngon quá. Ba con mà quên rồi Đạt. Ba con nữa, hai con nè. Được mớ tôm. Ồ, cua biển này đẹp tôm hết rồi. Đi đường xa nên cá nó ngọt lắm cả nhà. Ba cua biển ngon quá.
Đây à, con bự bự, hai con này bự bự. Lấy quá thì ngon. Chào cả nhà. Thì em cũng về tới nhà, bà xã cũng làm cá xong rồi. Được mớ tôm, được ít tôm với ít cá, có cá phi bự, cá kèo, cá bóng. Và cá này mình làm gì em? Kho, chấm rau. Kho chấm rau à cả nhà. Thì làm đơn giản thôi. Cũng được đĩa cá. Còn hai con cua thì bữa nay con gái với em đi xuống bà nội chơi á cả nhà, xuống giường với bà nội. Bữa nay không có con gái em ở nhà. Chắc chừa hai con cua lại cho cục vàng. Gái em nó gặp con cua hôm bữa nó phái luôn, họ ăn hết luôn. Cua gấp này nó chắc thịt nó cả nhà. Cua sông tự nhiên nó ngon hơn cua nuôi. Cua bển bữa thịt chứ lắm nè. Con nhỏ gì mà cua thịt chứ lắm cả nhà. Đang thấy nước màu em. Xả nắng nước màu. Xả gì cũng chảo ngon không em. Làm hết luôn kho. Rồi nồi cá. Đó, ngon rồi em ơi. Thôi, cái này cho khô khô chút xíu, mình để tí xíu nước kẹo kẹo á, mình chấm rau. Thì giờ em cũng luộc con cua nhỏ với con cua bự cả nhà. Con kia thì chừa cho con gái. Cá bột bột không em, quá ngon rồi. Bỏ hành tiêu vô đi. Cua cái này nó chắc thịt lắm cả nhà. Vô ớt hành tiêu. Ồ, này chắc để nguyên chảo quá. Quá đã cả nhà ơi. Chảo khô hết rất ngon. Wow. Rồi, chuẩn bị thưởng thức thôi. Bữa nay thì trong nhà có em với Đạt với vợ em à. Kho chảo cáo hết trời luôn. Tôm rồi múc tôm luôn đi. Nước đi. Cho Đạt ăn gì cho Đạt ăn. Cho Đạt ăn ớt không á. Quá ngon. Cái caramel đó bụng rồi cả nhà. Thì gia đình em cũng chuẩn bị xong cả nhà. Bữa nay thì cá kho có rau sống, dưa leo, cà chua, cá kho này. Mời cả nhà dùng bữa với vợ chồng em với em Đạt luôn nha. Vợ em lâu lâu lên cái tôi quên đó cả nhà, phải mất cỡ. Mời cả nhà luôn nha. Cả nhà mời em cả nhà. Caramel đói rồi cả nhà.
Cắn tôm cái đã thưởng thức tôm thành quả. Gái em thì bữa nay đi dưới nội không có nhà, phá dục sình đi xuống dưới giường như là dục sình. Ở đây thì giờ này nè, mấy cô mấy chú lên nhạc đó cả nhà, nghe ồn ồn quá thì em cũng tranh thủ đóng cửa lại để đỡ nghe tiếng ồn quá cho ồn luôn. À giờ này thì nói chung là cỡ 2-3 giờ ngày nào cũng có cô chú ca, chứ bữa nay người này mơi người kia ca hoài luôn. Em sợ dính nhạc á, nên em chuẩn bị trong lúc nào mà tắt được vài ba phút là chuẩn bị dọn ra ăn liền. Giờ này đang lên nhạc sập sình bên kia. Đà Đạt xé hơn cua ra đà, cua thịt đà. Nó xé cua đi. Tách ra. Ồ. Tại vì bên kia nhạc á, em sợ dính cái nhạc. Ủa, ngon quá cả nhà ơi. Thưởng thức đi, thưởng thức. Cua quá trời thịt luôn. Ủa, cua thịt cả nhà. Cua cấp này mập quá trời mập luôn. Gạch nữa hay vậy? Có gạch nữa. Quá trời ngon rồi. Ngon quá. Cắn miếng em. Vợ em cũng hơi mắc cỡ cả nhà, tại vì hàm răng bị không được không được tự nhiên cái xíu, rất mong cô chú anh chị thông cảm. Khi nào làm găng lại thì cừ bự bự chú nghe. Giờ cừ miếm miếm rồi cả nhà. Bị ngay găng cửa. Mắc cỡ gì mắc cỡ. Cứ nói chuyện cười rồi thoải mái. Cua không nhận bạc vậy. Ăn không được. Mời cả nhà dùng bữa với vợ chồng em với em Đạt luôn nha. Quá hoàng nữa nè. Em đi rồi sống. Chưa bắt trong cái đập kia á, em nhưng đạt có một con ngát mà bắt không được cái nè, tại nó không vô ăn, nó nằm mà cây bận, cái ngát cũng bự, nó gỡ tí hơn tí rồi, rồi nó đu hoài luôn nè, lội là lội nó, cái hai con nè, trong cái đập đó đập bự lắm, mà sâu á, đập có 2 mét nước, 3 mét nước á, phải vô hang mà bắt được. Còn nó chảo cái cày khó bắt nữa, lặn xuống chua chua vậy, còn lội 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 mò nó đậm nó hoài đó. Trong cái trà bận á bắt cũng chưa dám bóp để bắt nữa, mò mò dưới mò bắt tôm có được sâu á, cá khó bắt phải vô hang bắt được. Nó khỏi lọt quá. Cái đó phải có dài là bắt dính rồi cái này. Không có ngang. Đập được ngon không à? Để lắp á. Có trà dính rồi. Có trà ngon ngon.
Cua thì bắt trong hang. Trong hang với cái đạo. Em đặt lụm được cái ống nhựa lớn lại dưới giữa sông cát đó. Đỡ lên sao có con tôm với cua biển giống hả? Người đại. Tự nhiên Phục thấy nó sâu quá tới. Cái mò mò hay ngóng thấy nó dài quá. Bình đợi đi lên vào. Hồi lại làm cống ngồi lên cua luôn. Bị cua kẹp. Chúng cái đùi xong cái gì lộn độn. Vừa qua qua dính nó lộn liền. Các hồi chấm đồ được không quá. Để nó bóng. Cái đó kêu mà chấm rau luộc nè. Có rau luộc nè. Ngon. Lần này thì bên công ty thì làm cũng ổn lắm cái nhà. Còn với bên kia thì ta ca ca quá ca, sợ dính nhà, thì dính lúc nào thì anh bỏ cũng lấy cái nhà. Thôi là buổi chiều hết giờ về hết á. Bữa nay thứ bảy nữa, ca hát nữa. Ngon quá. Dưới bãi tắm mình có ghe bự lạc lọt câu bấm câu gì cũng có dưới dễ bắt. Nói chung không nhiều thì cái nhà nhưng mà kiếm đồ ăn qua ngày thì được. Ở dưới là không phải chết đói đâu. Còn ở trên đây em thì đi săn bắt cũng cái mùa cũng hiếm á, cho nên em người ta xịt nhiều lắm đó nè. Rồi thêm thuốc nữa. Còn ở sông ở trên em thì không bắt được con tôm đâu, ít lắm. Có khi người ta đi làm hết thì mình còn đi mò được mấy con tôm. Còn bình thường là ta kích với thả bơm đó nè. Sao Đạt? Nước tự tay mình bắt ăn ngon. Ước gì bắt được mấy con nữa ha. Cua bự. Bữa nay cua thịt không à cả nhà. Tại vì hôm bữa trước là bắt được con nó cũng có thịt nữa. Bữa nay được ba con nó thịt nó quá trời thịt luôn. Con nãy có gạch đó. Con bự đó. Con bự. Con bự nãy có gạch đó. Thì gia đình em cũng dùng bữa xong rồi cả nhà. Thì chắc hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi mình mến chào tạm biệt cả nhà.